tỷ số là 1-0 cho đội Thành Cẩm. Bạn đang theo dõi trận đấu thứ 3 trận chung kết giải bóng chuyền Hoàng Trào năm 2020. Tân và xã Thành Cẩm. Tỷ số hiện tại đang là 1-1 và lúc này là lúc này người phát bóng là Từ Thanh Thuận. Rất mạnh. Tỷ số của trận đấu hiện tại đang là 1-1 và tỷ số của trận đấu này lúc này là 2-1. Cầu thủ Thành Cẩm đang thi đấu rất hưng phấn sau khi đã san bằng tỷ số 1-1 của trận đấu. Thân cầu và bóng rất mạnh. Tỷ số là 2-2. Đá bóng của Dương Ngọc Dây. Đó là 3-2 cho đội Thành Cẩm. Và đánh bóng gành của Văn Toàn, tỷ số san bằng 3-3. Người đi, em xin cho làm chân tay người thôi. Thần cầu phát bóng. Thạch Đen. Phát bóng ra ngoài. Tỷ số là 4-3. Mặc dù năm nay mất tiền thuê nhiều quá. Hôm nay thì Văn Thạch đã san bằng tỷ số 4-4. Mặt mặt các bạn vừa rồi là pha bóng của Tú MC. Tỷ số là 5-5. Hoàn toàn phát bóng. Tiếp tục là pha ghi điểm của Tú MC. Tỷ số nâng lên là 6-5. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thân cầu. Các bạn lúc nãy là 7-6 và bây giờ là 7-7. Bây giờ là ba cái bóng của số 13 thân cầu. Tấn công của Dương Hồng Danh. Tấn công là bóng lọt chắn, tỷ số là 8-8. Và dội bom của Mão Hồng càng thi đấu càng sung. Tỷ số lúc này là 9-8. Chín đều cho Văn Du. Bóng đi ra ngoài. Tỷ số là 10-10. Hai đội thi đấu rất đoàn kết, giành giật từng điểm một. Đây xứng đáng là một trận chung kết. Từ Thanh Thuận rất đầy đủ. Từ Thanh Thuận san bằng tỷ số lúc này là 11-11. Người phát bóng là Văn Toàn. Thanh Thuận. Thanh Thuận nâng điểm số lên 12-11 cho thị trấn Văn Du. Điều
phẩm Dương Văn Du 14, 11 và đội thực phẩm trung tâm Dương Hội Ý. Rất đông khán giả các bạn ạ. Hết thời gian hội ý và hai đội tiếp tục thi đấu. Người phát bóng là Văn Toàn. Cú FC tỷ số lúc này là 12-4. Chúng ta xác định bóng ngoài sân. Tỷ số rất ngắn, còn 13-14, cách biệt chỉ còn một điểm thôi. Tú Huyền Si phát bóng. Phát bóng tốt, tỷ số được nâng lên 15-13. Và trước thời cơ nhanh nhưng không thành công của Đông Ngọc Danh. Mùa hồng đã rút ngắn tỷ số còn 14-16. Như vậy đội Văn Du sẽ tạm dừng hội ý. Tỷ số lúc này là 6-15. Tỷ số lúc này là 15-16. Và đội Văn Du đang dẫn trước một điểm. Mấy đứa đồng hồ còn đẩy lông vào. Trận đấu tiếp tục. Tỷ số hiện tại đang là 15-16 và Lê Cẩm phát bóng. Quá là quay đi, quay thằng biết đỡ rồi.
sân. Tỷ số rút ngắn còn 16-17. Thân cầu. Được. Bằng tỷ số của Dương Ngọc Danh. Nghèo chưa à? Nghèo mà coi như là thua. Là 2 điểm nhưng mà đội thì cầm. Thân go. Được. Như vậy là trọng tài bắt lỗi chạm lưới của đội thì cầm, tỷ số được rút ngắn còn 18-19. Phạt bóng ngoài sân, tỷ số lúc này là 19-20. Số 13 tấn cầu phạt bóng. Đó là Tú MC. Một pha xử lý khéo léo đưa bóng vào 0-10. Tỷ số lúc này là 21-19. Văn Toàn và những anh Văn Toàn không thành công. Thank you.
trước rồi. Đấy.